Hi, xin chào bạn đã đến với phần 3 của Life Story. Clip các chú rùa tham quan các hồ rùa tại Open Shop nha các bạn. Đây. Trước mặt chúng ta đang là hai chú rùa đá và rùa gì ta? Chim rùa quả của Việt Nam nha các bạn. Hai rùa này là rùa nuôi bán cạn được luôn. Đấy. Chúng ta vừa mới bỏ hai chú cá vô, cá mồi vô để cho mấy chú rùa này săn ăn, cũng như vẫn có thể ăn được đồ ăn khô nha các bạn. Đấy. Khi chúng ta hết đồ ăn khô vô thì chú rùa đá ăn rất là ngon lành, đá vàng, đá mai vàng, size to nha các bạn, không phải size nhỏ. Các bạn thấy nhìn được dâm trước, cái chó là rùa cong và rùa đá bôn nha, mà size to. Nói chung với nhau bạn rất là khỏe, các bạn cùng tiến đó. Tiếp đến là chúng ta sẽ qua một cái hồ rùa khác, rùa mà thuộc dạng nước sâu này, đó là rùa common mud nè, mud phương đông và bùn tây phi. Hãy nhìn bé bùn tây phi nằm trên cái máng phơi cái láo. Hả đang vừa này bé nào cũng lo ăn nha các bạn, ăn rất khỏe. Đây là các dòng rùa nước sâu hết nha các bạn. Đây, rùa common mud thì nó cũng không thua gì rùa lưỡi dao, cũng thích đi bộ dưới đáy. Rùa mud phương đông thì cũng vậy. Vậy ăn uống thì ba bé này ăn uống khỏe. Hay mình lại thiết kế một cái hồ riêng cho các bé này thì vui chơi nữa, rất là vui nha các bạn. Mùa dịch này chúng ta không đi đâu chơi được, giãn cách xã hội thì cứ ở nhà nuôi rùa thôi, đơn giản mà. Đấy. Rất khỏe. Và như đã nói là ở phần 3 này thì chúng ta sẽ xem các rùa đang có tại shop nha các bạn. Sẽ đi qua vì đang là dịch Covid và cũng như giãn tải giãn cách xã hội nên hàng về không được nhiều nha. Đây là cái chú rùa cổ sọc và rùa đá nè. Bên này cũng còn rùa cổ sọc và rùa đá luôn. Bên này thì chúng ta có rùa vẽ tay, rùa bụng vàng nha các bạn. Này thì có rùa vip hơn là rùa bụng hồng. Đấy, cũng bé bé xinh xinh mà giá hơi bị chát đó. Đam mê thì cái sưu tầm vậy chứ nhiều lúc là cũng không biết bán được hết không. Vẫn có một bé tay size 5 nè, một bụng vàng size 5 luôn. Hai ba bé vẫn sống hòa thuận với nhau, rất là ok. Ta tiếp đến là chúng ta sẽ còn được hai bé đó. Của 4 bé của common nha, hai common đen và hai common hơi ánh vàng, cũng như chúng ta sẽ còn 5 chú rùa tai đỏ luôn. Do dịch quá nên chúng ta không có nhập được gì nhiều, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các chú rùa tai đỏ này ăn. Đây, chú rùa common ăn luôn, hạt to mà. Hai tụi nó rất là ham ăn nha. Một bé đang vùng vùng cũng ăn lấy mà. Rùa tai đỏ nè. Rùa common đang ăn nha các bạn. Vừa mới lơ là mắt xíu là nó ăn rồi. Đấy. Nhai cái hộp vùng gột luôn. Nhìn nhau ăn nữa nha các bạn. Quá hay. Đây rùa tai đỏ cũng đang. Chúng ta sẽ lấy hũ đồ ăn nhỏ lại cho
cái chú hổ baby ăn nha các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với các chú hổ nhỏ nhỏ. Đấy, hổ đá với hổ cổ sọc rất là thích ăn loại đồ ăn này nha. Và đến hổ bụng vàng, hổ bé tây. Đấy, kế bên thì chúng ta có hổ bé tây với hổ bụng vàng luôn. Cái bé tây đỏ bên này trang rất là khí thế, ăn gần hết luôn rồi. Không mon bên này cũng vậy, rất là nhanh nha các bạn. Đấy, bỏ nhiều cũng ăn không hết. Đây hả? Các bạn thấy cái quả ăn nhiều mà các bạn cho ăn nhiều nha, dễ bị sinh bụng lắm. Ở đây là shop 2.000 mới cho ăn lần, nên chị mà các bé mà sợ sinh bụng thì ít khi, là bình thường nó ăn ít rồi, chứ sợ mấy bạn ở nhà mà cho ăn nhiều quá dễ bị sinh bụng. Chúng ta chỉ mới gãi vô thì đã mất hút, nên thật. Hết sạch. Đấy, vô tại shop thì luôn test sức khỏe rất là khỏe nha. Bỏ vô lần, bỏ vô lần, không hề chán ăn nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ qua xem một rùa nữa nha. Vẫn còn một chú rùa nhỏ nhỏ, xin xin nên đợi các bạn đây. Rồi, một tiếp theo là một chú rùa tai đỏ nha, size to. Đây các bạn thấy, nặng tầm 4 lạng nha các bạn. Size này tầm khoảng size 14 nha. Mình cũng có vài hộp đồ ăn vô. Và tất nhiên mình phải tắt lọc rồi, các bạn đợi mình xíu. Mình tắt lọc, bỏ mồi vô. Để từ từ bé này ăn nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ cùng xem lại các cua đang có tại shop nha. Các cua khủng, các cua bình dân. Có ba ly to luôn nha. Các hộp rùa nhỏ thì đều đang hết sạch đoan rồi. Các bạn hoàn toàn tin tưởng, có thể tin tưởng khi mà rước rùa từ shop nha các bạn. Số lượng cũng không có nhiều, chỉ còn dưới đây nha các bạn. Này, nãy giờ mình đã quay toàn bộ các hồ đang có tại shop. Bạn nào thích chùa nào thì tranh thủ liên hệ ngay với shop chỗ hết nha. Có đường link Zalo hay Facebook bên dưới. Chúc các bạn là mau vượt qua được những ngày giãn cách xã hội để cùng nhau chung tay chống lại Covid nha các bạn. Bạn ở nhà xem các clip về thú cưng, về hồ, về cá và xem ủng hộ cho Google Pet Show. Có nhu cầu với shop nha các bạn. Này, luôn khỏe mạnh nha các bạn. Mấy bé này tung tăng bơi rất là hấp dẫn nha các bạn.
Cái này thì chúng ta để thêm gành cây để khi bác bé mệt thì sẽ leo lên nằm nghỉ được. Cái này không cần bởi vì các bé rùa này chịu được nước sâu và nước cũng không quá cao nên có thể vẫn xài hồ đó được nha các bạn. Nếu các bạn xem clip mà thấy hay nhớ đăng ký cho kênh YouTube của bé Sôi, các bạn sẽ có rất nhiều các clip hay và các bé hơn. Ok, xin chào, gặp lại trong các clip sau nhé. Đây là phần 3 cũng kết thúc luôn series các clip của tại USO nha các bạn. Xin chào, bye bye.